Không, cái đó là cái cây tre mà người ta bỏ đèn lên chứ không phải là cái cây thông Noel. Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã trở lại với kênh Hoa Family Cuộc Sống Mỹ. Hiện tại bây giờ Ngọc đang ngồi ở một cái nhà hàng Việt Nam nằm ở ngay cái khu phố người Hoa luôn các bạn, gọi là Chinatown ở Manhattan. Thì nghe nói cái nhà hàng này có rất là nhiều món ngon, nghe nói thôi, nên hôm nay Ngọc sẽ vào ăn và review cho tất cả mọi người. Có một cái tô phở xe lửa luôn các bạn. Con ăn gì? Ăn cơm phải không? Có cơm, nhiều cơm lắm. Có cơm, có phở nè. Ăn nào? Ăn cơm phải không? Cơm với gì? Ăn cơm với trứng hả? Dạ. Rồi ăn nữa. Gì? Ăn cơm thịt ha. Nước mắm, nước tương, đúng không? À, ăn cơm với nước tương. Ok, rồi ngồi im đó đi, mày kêu cho. Thì bây giờ mời mọi người cùng theo dõi cái video clip này nha. Ơi, trong đây có gì nè, quá trời luôn nè, có cơm bồ Thái Sơn nè, bún thịt nướng, rồi cơm cá, rồi tùm lum hết, quá đã luôn. Đây là không gian bên trong của quán nè mọi người. What do you think you're gonna eat, baby? Ngọc thì Ngọc nghĩ Ngọc sẽ chọn cái món bún chả Hà Nội. What's number 34? Khi mà Ngọc ăn xong ở đây á, Ngọc sẽ review hết. Chồng Ngọc mới vừa kêu một cái món là bò nướng vỉ. Nhưng mà bò nướng vỉ ở đây các bạn, người ta sẽ đem cái vỉ đó ra cho mình vừa ăn vừa nướng luôn. Cảm giác Ngọc thấy là rất thú vị. Ngọc còn Ngọc là kêu món là bún chả Hà Nội để Ngọc thử ăn, Ngọc review cho tất cả mọi người xem được hai cái món này ở đây như thế nào. Tiếp theo sau đó Ngọc sẽ đi vòng quanh Manhattan, Chinatown là khu phố người Hoa rất là lớn, có rất là nhiều thứ để xem, Ngọc sẽ review cho tất cả mọi người cùng xem nha. Chay ăn cơm với trứng với nước tương cô chú. Thì sao? À có trứng nữa, có trứng có nước tương nữa. Mấy ngày nay thiếu trứng phải không? Mấy ngày nay thiếu trứng phải không? Các bạn, cái bò nướng vỉ thì chồng một bánh căn chung với lại bánh mì. Mà các bạn Ngọc tưởng thường thường cái ổ bánh mì là dài cho tới đây không à. Mà cái ổ bánh mì này dài ra tới đây luôn. Wow. Ồ, người ta cắt ra cho mình luôn nè. Hai chén nè, mỗi người cái chén. Nè, chị hai, cái chén cho chị nè chị ơi. Mỗi người cái muỗng. Mỗi người cái nĩa. Ok, rồi để đây đi con. Xong luôn á, cái này. Wow. Đây nè các bạn, đây là bò nướng vỉ nè, bò nướng vỉ nè chay. Ra liền chị hai ơi, đừng có lo. Nè, baby you're gonna dip it with this. And this is ăn kèm. Chồng một bánh thức rất là thích ăn giá sống nha các bạn. Một cái điều rất là ngộ. Là rất nha chay. Ba nó bàn giá sống giống như bà đang uống nước vậy chay. Hay không chay? Try it. Ăn thử đi. Ngon lắm á, ba ăn được. Come rồi con on, ăn được. Cảm ơn chú nè. Đây nè. Đó. Có cơm chay chay nè. Rồi bây giờ bỏ cái này ra. Is there soy over there? Rồi bây giờ mày lấy cơm mà chay chay nha. Ăn cơm chín nha. Nóng hết rồi đủ rồi. Oh, so you're supposed to do it like a spring roll. I never knew that. Oh, so how do we cook it? They're gonna bring something out. They're gonna make bò nướng vô nha. Oh, so it's a beef spring roll. You can eat it by itself. Mm. Chết cha đây, còn phải nước tương hay giấm. Rồi nước tương. Hơn là mẹ tiếng thử chay. Mặn, cái này mặn nên là hên là mẹ có nếm thử rồi. Ô tê.
Line it. Okay. None, none more? Mẹ đút cho con nha. Con ngon cái này mẹ đút cho con. Ngon quá. Đúng mà. Ngon đây. Mấy nay đi đâu được ăn trứng đâu cô chú. Đâu được ăn cơm với trứng. Ăn cơm không. Đâu được ăn trứng. Mốt đi đâu là phải đem theo nguyên dĩa trứng. Ngon đi. Rồi con cho này vô không? À cho này vô là ok. Xí thôi nha. Nó bị bự. Đúng rồi. Ok. Rồi. Con ăn thêm giùm mẹ cho mụ mẹ muốn thử đi con. Đúng rồi. Hỏi cho mẹ cho mụ kêu cái miếng nữa. Ok. Ok. Trời ơi quá trời luôn. Hay mà cái bàn này đâu có đủ. Rồi em mở vô đây giùm chị đi. Yeah, they're in the back area. Nè, chị nghĩ cứ cái dĩa này luôn đi. Yeah, ok. Rồi, đó, vậy thôi được rồi. Wow, các bạn coi tất cả những món ăn trên bàn. Ngọc, nãy Ngọc nói đó, Ngọc có kêu cuốn chả Hà Nội. Rồi bây giờ người ta đem ra nguyên một cái mâm này cho chồng một bánh nướng và thịt bò lên luôn. Rồi bây giờ thì bắt đầu ăn thôi mọi người. Thôi mẹ đút cho. Con ăn no trước rồi sẽ ăn nha. Con ăn no cái bụng con xong con ngồi con chơi với mẹ ăn ha. Con ăn no đi mẹ mới ăn. Mẹ ăn cái này nha. Ngon quá trời. Be careful Jay, it's heating up, don't touch it, okay? Đang nóng quá con, ngồi nước ra nha con. Rồi, hạ miếng ra tiếng đủ. Miếng tiếng bữa chị bữa. Đúng rồi. Ok. Cái này. Can I have some napkin please? Dạ được. Cho em mấy ông hút được. Ông hút nước đó. Cảm ơn. Rồi đây này mày lấy cho con nè, mày xin chú để cho con đó. Mày lấy con uống cái lưng mà mày không được rồi. Mày uống dột nhiều nước vô con. Rồi, cảm ơn con, đây nè, đã miệng ra. Rồi, ok, bây giờ ăn đi nha. Ok baby, I thank you so much. Rồi, bây giờ thì chồng Ngọc anh sẽ bỏ thịt bò. Xa ra nha chay, xa ra nha chay, ngồi xa ra. Wow. À, giờ bỏ vô nướng vỉ nè các bạn. Cái này hay á, nào giờ Ngọc chưa có ăn cái kiểu này ở Mỹ bao giờ hết. Cái này mà còn phải gì mà có ngói nữa kìa mới ngon nữa kìa, bò nướng ngói á. À, chồng mọi gấp đũa cũng xạ nghệ chứ hả. Để ăn thử coi cái miếng nó ngon không. Có cái chủ yếu là cái nước ướp á. khó khăn bởi vì người ta đưa cho mình cái kẹp á thì nó sẽ dễ dàng hơn chút. Đây nguyên một cái dĩa bún chả đúng không? Yeah. À, nói là giống như là bò nướng vỉ mà có sả vậy đó, có sả trong đó, đúng rồi. Có sả mà yeah, this is lemongrass. You mixed it, mix everything together. Ngồi xích ra nha chay nha, cẩn thận nha con. Anh nướng xong một lần cái anh bỏ xuống. Trong đây là thịt đồ này kia, đó người ta đã bỏ vô cái này hết luôn các bạn. Bỏ chung vô luôn. Bây giờ anh sẽ cuốn bánh tráng nè.
Chà này bạc cung bên tráng đâu nữa ha, dữ ha. Xong bún, da bún. Yeah. You want some lettuce? Yeah. Here's the lettuce. Ngon. Ừ, bỏ đậu phộng lên luôn, dữ chưa? Chấm nước mắm. Rồi, ok, bây giờ anh sẽ chấm với lại nước mắm. What do you think? Bò nướng vị cũng bánh tráng chấm nước mắm. Pretty good. Nha. Con lấy nha. Ok, keep eating. Ngọc để cho ảnh ăn trước đi. Ăn vài cuốn cho nó đỡ đói trước đi rồi tới. Nước nóng này các bạn rất là nóng luôn. Để cho mình nhúng vô cho nó ra cho nó lẹ. Stir it together. Mix it up. Last 2 or 1 minute. Đúng rồi. So all the lemon grass can mix together and everything. Oh yeah, yeah. Oh, trời ơi, Ngọc cầm hồi nãy giờ nó bị ấy rồi. Hurry up, hurry up. Yeah, yeah. Quên nữa. Rồi. Anh ăn cái này không có rành anh cũng quýu luôn chứ. Quýu. Thôi không? Để Ngọc thử gấp thử miếng thịt Ngọc ăn coi sao. Let me try. Miếng nhỏ thôi. Ok. Thử ăn coi xong. Oh. Oh wow. Oh. Các bạn biết có thiếu gì không? Ngọc cảm thấy là bò nướng vị á thiếu cái mè. Nếu mà có cái mè nữa là ăn ngon thơm nữa, ngon nữa. Nhưng mà miếng thịt đó đỏ đỏ tưởng không có ướp, nhưng mà cuối cùng cũng có ướp ở trong đó các bạn. Chấm với nước mắm ăn ngon. So you like eating the beef by itself or you like to wrap it? I like it both. Ngọc hỏi anh là thích ăn thịt không hay là thích cuốn bánh tráng. Anh nói anh thấy anh thích hai cái luôn. Đây ăn no nè cô chú nè. Ăn no quá no hả cô chú. Con ăn miếng thịt bò không con? Ăn miếng thịt bò không? It's not pressed. Is it pressed? Of course it's pressed. Okay, bây giờ Ngọc sẽ ăn cái bún đậu này của Ngọc. Bún đậu, bún giả. So yours is a noodle dish, huh? Yeah. Mine was the... Remember, we had this in Hanoi. Ah. The Obama one. Mm. We went up to all the, like, five, level 5. Yeah. You sat where he sat? Yeah, you know what I thought about that place today, or this week, while we're in New York. So there's pork, right? Yep. Nice. Rồi, mời mọi người nha. Để thử cái miếng chả đây.
Pretty good, huh? No, baby. Rồi các bạn, Ngọc ăn xong bữa ăn hôm nay rồi. Thì cái bữa ăn hôm nay á là tổng cộng là 52 đô la các bạn. Cái giá cũng rất là phải chăng. Rất là nhiều đồ ăn, còn phải mang đồ ăn đem về nữa. 52 đô la là cỡ khoảng 1 triệu mốt tiền Việt Nam á. Bây giờ thì Ngọc sẽ dẫn tất cả mọi người cùng đi với Ngọc tới cái phố tàu của Manhattan nha. Đây nè các bạn, từ cái chỗ ngoài đây đi ra tới đây, trước mặt Ngọc có một cái nhà hàng tên là Tân Thế Giới. Quay hả? Ok, nó kêu quay mấy cái đó cho cô chú coi á. Người ta vẽ cái graffiti đồ này kia đó, vẽ vô cái chỗ này nè. Ok, let's go. Tiếp tục đi thôi. Gì con? Mẹ nghe đây. Thank you.
Trời ơi. Bây giờ á, ở đằng kia có một cái chỗ bán cái gì đó, trà sữa, lại mua trà sữa uống cho tính. Ai cái gì? Ai biết? Nằm xuống, nằm xuống, nằm xuống. Nằm xuống nha. Đi thôi. Ôi chết chà. Người ta làm đường con, người ta làm đường, người ta fixing the road. À, yeah, đi mua bubble tea chồng mà bây giờ anh biết rồi. You want some or no? Yeah, no bubble. No bubble. Trời, chồng Ngọc bên này cũng mua trà sữa nè ha. Từ ngày mà biết có trà sữa mà hả? À, con rồi con muốn con chay thì nó muốn trân châu, còn chồng Ngọc thì không. Đó các bạn, rất là lớn phố phố người Hoa ở Manhattan, New York. Let's go. Hola. Hola, como está? Đây là các bạn, tất cả những cái tòa nhà đồ này kia. Ừ, đó đồ đạc người ta bán đó con. Bán vàng nữa nha. Á trời, không biết coi cái này micro này có mở lên chưa. Chưa mở lên, nãy giờ nó không ai nghe. Rồi ok, mở rồi. Dạo này á cái đồ quay phim của nó bị sao đâu á. Bực dễ sợ luôn á. Ba hồi thì lăn không được, rồi ba hồi thì hả. Ồ, nè tiệm vàng nè, tiệm vàng này vàng thiệt nè. Quá trời đồ. Người ta bán đồ giả, bên New York bán đồ giả nhiều mà. À, quá trời quá đất không. Đúng rồi, nhiều đồ chơi lắm con. Bán nón, bán mắt kiến đồ nè. Chỗ bán à Tiger Sugar đăng ký kìa. Trời ơi quá trời popper luôn cái trái kìa. À, nhà mình có rồi con ha. Trời có nguyên con rồng luôn, con nguyên con rồng luôn, hình popper luôn kìa. Rồi ngồi chặt vô nha. Nhìn chặt vô nha. Baby. Spin around so everyone can see. Ờ hả, nhiều đồ lắm mẹ biết mà. Đúng rồi. Vỏ đẹp à. Hả? Tiệm vàng, tiệm đồ bán quá trời không. Tiệm bán dịch quay đồ nữa. Gì đây? À, à đây đây, tiệm này đây, quên. Tiệm này đây, đây. Bán so you guys wait for me, ok. Rồi. Đây các bạn, trà sữa Tiger nè, rất là nổi tiếng, nghe nói này như xuất xứ ở Singapore thì phải. Tiger Sugar nè. Ngọc thấy cái này có lý nè. Trời chứ đi New York có nhờ đi bộ chứ mấy mà cứ ngồi không là thiệt, ăn không là nó mập luôn. Thì thôi luôn á. Rau sugar nè. Và đường đen nè. Trời ơi có quá trời luôn, xì tay luôn. Có nguyên. Excuse me. Ăn cái này nè, cái này là cái ly nước này có nguyên con cọp ở trên đây luôn. Ngọc đang đứng chờ. Cái số của Ngọc là 547, còn 3-4 người nữa mới tới Ngọc. Ngọc đi ra đây để Ngọc quay cho mọi người cùng xem. Rất là đông đúc luôn các bạn. À, tiệm vàng nhiều quá các bạn, chỗ này bán tiệm vàng nhiều quá ha. Vàng ngọc xoàng này kia quá trời luôn. Chút nữa đi bộ tới mấy cái tiệm mà bán trái cây đồ này kia cho mọi người coi. Rồi trà sữa của Ngọc xong rồi nè. Thank you. Ok. Here you go, Daddy. I want to know how much that is. Đây các bạn, đây là trà sữa, người ta kêu mình phải lắc lên chút kêu. Tại vì ở dưới này nè, nó nóng. Trà sữa Tiger. Sao trà sữa đường đen á, là cái nào nó cũng giống nhau, nó cũng cái màu vậy ha. Ở trong này Ngọc có mua thêm bánh lăng nữa. 1, 2,
mời mọi người. Có bánh lăng, có chân trâu. Cầm đi con. Có bánh lăng ở bên này chay, có bánh lăng nữa chay. Đây đông mát chịt. Ngon chay, rồi sau cuối cùng thấy gông chai với cái này cái nào ngon hơn? Cái nào ngon? Gông chai với cái này nào ngon hơn? Ngọc thì Ngọc thấy Ngọc thích này cũng cái này cũng được nè, nhưng mà nếu mà ấy thì Ngọc thích gông cha hơn. Gông cha hơn là cái Tiger này. Vô. Dứt. Phải không? Phải không? It's not bubble right? It is bubble. Ủa sao Ngọc nói Ngọc nhớ là Ngọc kiếm cái này nó là cái pro. Đây là cái mấy cái viên mà chân châu mà ấy mà sao thôi kệ nó lỡ rồi uống đi, lỡ rồi. Then drink it on the top. Ok, đúng không? Ok. Đây. À nè, lần sau mẹ cho con trọt cái ống hút vô nhà để mẹ thử uống của ba coi. Let me try this. Oh yeah. Đúng rồi, lần sau mẹ sẽ nhớ. Nó đòi sọt cái ống hút vô. Lần sau nhớ cho nó sọt cái ống hút vô. Wow, cái phố đèn lồng kìa, trong đó đèn lồng không rồi cháy kìa. Đi đó không? Yeah, đi đó đi, đi nó đi. Nó thấy gì đèn lồng quá trời đằng đó kìa. Vui ha, các bạn thấy vui không? Quá trời luôn. Rồi, wait, 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 JD is drinking. Chờ chút. Bán vàng nữa nè các bạn nè. Ồ, ở đây cũng có trà sữa nó. Nếu mà mình xuống khu này thì thôi, trà sữa khu này nhiều lắm. Mid Moon Festival. À, bán bánh trung thu. Nước uống gì nè. Ồ, chỗ này bán thịt quay ngon ta, nhìn ngon vậy. Bạn nhìn thịt quay ngon không bạn? Wow, nhìn ngon ha. Ok, let's go. Wow, đi vô đây mới là thấy không khí của cái phố nè các bạn. Quá trời đèn lồng luôn. Bouncy cheesecake. Bouncy cheesecake là cái bánh lắc 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 của Nhật á. Đây những cái ngôi nhà đây người ta sẽ ở trên đó. Chay cho mẹ miếng trà sữa con. Cái này bán gì vậy? Ồ, bán mấy cái thuốc bắc. Ở đây có một tiệm trà sữa nữa các bạn. Then she has not to say the words you truly feel. And not the words of one who yields. Your record shows you took the blow and did bà bói hay gì your way. Bum 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 bum. Bum 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 bum. Đây xuống dưới đây thì bán thêm những cái quần áo, đồ lưu niệm đa số. Gift shop đồ các bạn, đồ lưu niệm á. Hey,
Ăn no xong rồi là bây giờ là đi về là chiều đó nữa đó các bạn. Chay, con thấy chay. Con thấy trên ở con thấy trên đầu, con thấy trên đầu con có lồng đèn không? Có lồng đèn không? Thấy lồng đèn không? Rồi, ok, con muốn gì? Đi thẳng xuống đây coi dưới đây là gì. Vòng vòng cũng nhà hàng nhiều lắm các bạn. Đó. Rain, that's why I put the cover over. Tiệm này ban kiến nè. Phải chi mà cái bụng mình nó bự thiệt bự ha. Biết sao không? Để thưởng thức được nhiều món ăn. Wow, cái tiệm này bán rượu Hennessy nè. Bán rất là nhiều rượu. Chứ quá trời nhà hàng mà ăn có một nhà hàng cái no mất tiêu rồi vậy sao ăn uống gì được nữa. Bởi vậy đi chơi đi đồ phải ở nhiều ngày ăn mới được nhiều. Từ ở khách sạn Ngọc ở đi xuống đây á là hả 20 mấy phút lái xe. Bên đây kìa, trời ơi bán quá trời cái bên đây bán mấy cái đèn lồng rồi này kia nhiều. Chơi cây. Cô bán mấy cái bóp nè. Đừng có đụng con. Nhà kiểu New York á, tại vì người ta hay đi lên bằng cái con đường đó, đó nên là người ta để cái cầu thang ở trên nó nhiều các bạn thấy không? Đây con. Đâu đó có nghe một tiếng sáo. Ai là người thổi sáo vậy ta? Chàng ơi, thiếp đây. Trời ơi, nghe tiếng pháo, nghe tiếng sáo là giống như là một chàng trai mà thổi sáo lúc mà ngồi tương tư buồn á. À không, ông là người thổi pháo. Em mong người thổi sáo. Con ông không thổi, con nghe đi ông. You're welcome. Ông thổi sáo để kiếm tiền đó các bạn. Mọi người đi ngang qua để cái tiền. Ngọc cũng vừa mới bỏ tiền xuống để có khi mấy bạn, có những bạn là nói ở sâu ấy xong không cho tiền. Có nha các bạn nha. I like your stuff real quick. Like, thank you. Yeah. Daddy. Yo, he make it nice, right? Yeah. Hay chứ, không không sợ không sợ sợ sáo hay. Lâu quá không nghe tiếng sáo. Đây là nhà hàng để ăn bên ngoài nè các bạn. À, không thích ăn ở trong thì ngồi ở ngoài ăn. Giờ phải đi bộ phải không? Để cho nó xuống tiêu đồ ăn để bắt đầu có thể ăn nữa. Chứ còn mà đi lên xe ngồi nữa là không biết tới chừng nào mới tiêu đồ ăn. Làm sao? Ờ chay tự nhiên con ếch nó tự bơi trong đó kìa chay. Mommy, that's a toy. Mom, can we eat? Mom, I saw one over there. Ừ, con ếch nó tự bơi kìa. Đúng rồi, quá trời công chúa luôn. Coi thôi nha. Coi cho biết thôi nha. Đây, có cái này là hay lắm nè chay. Này chay. Nào mà đây. Ừ, shake it. Lát lát. Không, đây nè, đây nè, đây nè, con chầm nè. Quay, quay, đúng rồi, quay cái tay. Cái gì vậy? Cái này để đấm lưng nè, đồ đấm lưng nè. Đồ đấm lưng. Đây các bạn, cái này là những cái người ngày xưa người ta hay cầm lên á. Rồi, tiếp theo Ngọc sẽ đi tới cái ở trên này. Ở trên đây có, Ngọc thấy ngoài người ta có bán những cái hàng trái cây ngoài trời. Hi,
những cái xe các bạn ở Mỹ có những cái xe này rất là tiện lợi. Khi mà mình đi chợ á, mà mình không có mấy cái đủ tay để xách đồ á, mình bỏ vô mấy cái giỏ này rồi mình kéo đi, chứ không phải là xách nguyên một cái giỏ đồ nặng thiệt nặng. Mình thích cái giỏ này nè. Những người lớn tuổi người ta hay xách cái này đi chợ khi người ta đi bộ á. Tiệm bán vàng nữa nè mọi người. Ê, các bạn ơi, bây giờ ngay chỗ này là ngay chỗ cái khu đường trục đường luôn. Ở đó có một cái tòa nhà đó giống như ở bên Pháp vậy, bạn không có nhớ biết tên là gọi là cái gì. Đây là một cái chỗ chùa nằm ngay cái con đường huyết mạch này luôn. Giờ đi qua thử bên chùa đó coi người ta có mở cửa không. Chạy coi chim bồ câu kìa, chạy chim bồ câu kìa con, coi chim bồ câu kìa. Oh đẹp ghê, it's beautiful, it looks like France. Nhìn giống một cái tượng quảng trường gì của Pháp á, Ngọc không biết tên. Mình ta sang ngay chỗ đó. Đây chạy vô mô Phật, đây chạy cả vô mô Phật kìa con. Wow, quá là lớn luôn, nằm ngay cái đường chính luôn. Muốn mọi người vô đó ngồi gì ta, ngồi đợi gì ta. Đây nè, bà xoài bán đây các bạn nè, bán xoài bán trái cây rồi nè. Wow, xoài bự quá, nhãn nè. Nhãn trái bự dễ sợ các bạn. Nhãn không biết phải nhập bên Florida nhập qua không biết. Ủa anh chạy với ba đó rồi à, ok. This way. Giỏ, mua giỏ. Happy Lamb Hot Pot là chỗ đó bán lẩu thịt cừu của các bạn. Bên đường kìa. Trời ơi, cái chiếc xe buýt dài. Bên đường kìa, đó có con cừu đó. Này bán thịt bò nè, đại hàng, đồ Hàn Quốc. Chỗ này bán gì đây? Funny Barbecue Hot Pot cũng bán đồ ăn ấy luôn. Chỗ này có bán hai quay luôn nè. Quá trời ơi. À mấy chú công nhân đang ngồi tới giờ ăn trưa. Hay ha. Đây nhà hàng tự do. Đây có một cái nhà hàng của Việt Nam là nhà hàng tự do nè. Excuse me. Có chơi skateboard, skateboard ở ngoài đường luôn. Chơi không biết chừng nào nó mới chơi được kiểu đó nữa, tôi không biết. Mua về cái đó cho nó ăn rồi nó lên, nó bước lên nó cứ sợ với hải không. Không biết chừng nào mới thành nghề đó, không biết.
Bởi vì sau này từ giờ về sau là đừng nghe những gì con chay nói. Chị gì? Sản giữa đường hả chay, tự nhiên cái gì Hoàng Nghị Tây. Hồ Tân Tín Hùng Supermarket. Bên nó bán trái cây cho rồi. Ở bên kia có một cái Tú Quỳnh Pharmacy. Nhà thuốc Tây Tú Quỳnh. Ồ. Của người Việt Nam mình đó các bạn. Tên cũng vẫn còn đây mà không biết còn làm chủ hay không thôi, nhà thuốc Tây. Trời ơi, chỗ bán nè. Ủa, bán sầu riêng luôn nè. Mà sầu riêng này không phải là sầu riêng tươi đâu các bạn. Sầu riêng rẻ một bao, ồ hồng một bao 5 đồng mà mắc quên. Sầu riêng ông đá bên Ngọc giống y chang vậy, một bao có 3 đồng rưỡi. Nhiều khi có 2 đồng 99 và bên đây bán 5 đồng là mắc. Quên nói lộn. Where you going, baby? Okay, I am. I don't want to walk too fast. Sometimes we just walk, cutting through everything. Mm-hmm. Công trình đang xây dựng nữa nè các bạn nè, một tòa nhà cao lớn nữa đây. Đang đi về giống như đi đang đi đường Nguyễn Trãi. Thì đang đi nè. Rảnh ghê á. Nãy gì vậy? Ồ, tiệm cắt tóc làm tóc. Ngọc nghĩ là tới đây video clip này sẽ xin kết thúc. Xin cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều. Hy vọng là mọi người thích cái video clip này. Nhớ đón xem những tập tiếp theo của gia đình ở New York cho mọi người. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt tất cả mọi người.